Tụi bay dừng tay lại hết đi. Dạ. Mà có chuyện gì vậy ông chủ? Biểu dừng thì dừng đi. Phải giải quyết xong chuyện này rồi tính tiếp. Chồng bay đưa tụi bay. Đứa nào đổi bình xe của khách? Hả? Dạ, làm gì có chuyện đó ông chủ. Bình gì chứ? Tôi có biết gì đâu. Cái bình trong xe của khách kia kìa. Bình đó là bình mới nguyên gốc. Tụi bay đổi bình cũ xài rồi, tưởng người ta không biết hả? Không có đâu ông chủ ơi. Ở đây không ai làm chuyện đó đâu. Chuyện rành rành ra như vậy mà còn chối hả? Được rồi, để tao báo sở cảm xuống đây điều tra, coi coi tụi bay có còn chối nữa hay không. Ông chủ đừng đi ông chủ. Sao? Chịu nhận rồi hả? Tôi không có đổi hàng đâu ông chủ. Nhưng mà tôi biết có người làm chuyện đó. Ai? Là nó đó. Không có. Nó mới vô, biết cái gì mà đổi. Tôi thấy hôm bữa nó lục đục làm gì đó trong xe lâu lắm. Làm gì có? Tôi toàn chạy về canh cả ngày. Mày thấy tận mắt chứ? Dạ có. Hôm bữa con thấy nó đứng gần chiếc xe đã lâu lắm. Con tưởng nó học nghề cho nên con để nó học. Không có. Anh nói xạo. Không tin ông chủ thử xét đồ đó coi. Nó có cái gì mà xét? Ngoài hai bộ đồ dính ở trên người. Nhưng biết đâu đó. Được rồi, vô sách vỏ đồ của nó ra đây cho tao. Dạ. Lỡ có làm thì nhận đi. Con không có làm. Thiệt mà. Có rồi ông chủ. Có vỏ đồ rồi ông chủ. Đồ của nó là ông chủ. Đưa đây. Ông chủ, để tôi xét cho. Mà nếu tôi xét không có là nó là tẩu tán rồi. Nhiều quá vậy. Tiền nhiều quá chú. Tiền của tôi. Mày làm cái gì vậy? Đưa đây. Dạ. 100 đồng. Ở đâu mày có số tiền này? Chú ba cho con. Chú ba là ai? Họ hàng gì với mày? Dạ, không phải là họ hàng gì hết, là hàng xóm thôi. Hàng xóm nào mà cho mày số tiền lớn như vậy? Nghe là biết xạo rồi. Tiền của con. Nếu mày có số tiền lớn như vậy, tại sao mỗi sáng mày phải để con Nga đem đồ ăn sáng cho mày? Tại sao mấy ngày đầu mày phải nhịn đói? Số tiền này mày có được không phải là do mày bán đồ ăn cắp có được hay sao? Tiền của chú ba cho con mà. Trả lại cho con. Bách. Dạ. Nhúng nó vô nhà kho. Bỏ đói 3 ngày để coi coi nó còn dám nói láo nữa hay không. Xin tiền của chú ba cho con thiệt mà. Trả tiền cho con đi. Con không ăn cắp. Trả tiền cho con. Ngồi xuống đây. Ngu quá ngu mà. Tao tức thiệt. Phải chi mày đưa tiền cho tao? Tao đi đánh bài. Quả mai còn có lời tao chia lại cho mày. Đằng này bị tiền trả lấy hết rồi đó. Mày đúng là thằng ngu. Bây giờ mày còn tiền giấu đâu không? Đưa cho tao đi. Tao đi đến bài ăn, tao chia lại cho mày. Tao hỏi mày còn tiền giấu đâu không? Đưa cho tao. Mày liền hả? Được rồi. Ông kêu tao bỏ đói mày 3 ngày. Tao bỏ đói mày đến chết luôn.
Tao không biết. Thôi, 100 đồng này cũng đủ bồi thường cho khách rồi, bỏ qua cho nó đi. Nhưng ông chủ bỏ qua lần này là lần sau nó lấy tiếp đó. 3 ngày sau, nếu nó không nhận tội thì ta sẽ báo cảnh binh. Để con đi tìm ca nói chuyện. Con không có tin là em ấy dám làm chuyện này đâu. Có chứng cứ đàng hoàng kìa. Vậy giờ nó ở đâu rồi cha? Chẳng lẽ cha giao nó cho Sở Cẩm rồi? Mày bếp xếp cái gì đó? Mắc gì nói? Tôi không phải là người lấy tiền của nó đâu. Cha đã lấy tiền của nó rồi, còn bắt nó giao cho Sở Cẩm nữa. Cha có lấy lại tiền, nhưng mà cha có bắt nó lên Sở Cẩm đâu. Vậy nó ở đâu rồi? Trong nhà kho. Con đi đâu đó? Con đi tìm Cang. Nó đâu rồi? Nó đi mất rồi. Nó đi hay là cô thả nó? Bây giờ sao chú? Cô thả thằng nhóc rồi. Không phải, nó tự đi đó. Vậy bây giờ làm sao? Kệ nó đi. Chú ba. Dạ con xin lỗi. Có gì khó lắm đâu. Mà cha cứ nói đi học là khó lắm. Đẹp quá. Thì ra mày biết vẽ mà còn vẽ đẹp nữa. Hôm nào quẩn vẽ cho tôi nha. Đi ra đi. Cái gì? Đi ra. Nhưng mà... Đi ra. Cái nhà này là nhà của tao. Cha tao chỉ cho mày ở nhờ thôi, chứ có phải nhà của mày đâu. Mà mày đuổi tao. Đi ra. Đi ra. Con nói có gặp, nhưng người ta coi bộ không muốn nhận, nên cha con mới nói là không tìm được. Vàng ơi, con nói vậy đó hả? Thì con có muốn nói đâu, con chỉ lỡ miệng thôi mà. Có phải là con ghét thằng Bình nên con cố tình nói chuyện này cho cô Minh nghe không? Tôi muốn đi học. Học cái gì mà học?
Tao đang buồn thúi ruột đây nè. Mày có thấy mấy đứa con gái ở trong xóm này có ai đi học không? Mà mày đùi đi, có mình con đi học thì tụi con trai nó mới mê con chứ. Chó mà nhiều đứa đi học thì tụi nó mê mấy đứa khác rồi. Thì ra mày thích đi học á là chỉ vì mày mê trai thôi. Nó giống bà chứ giống ai. Ừ. Giờ cha má có cho tôi đi học không? Nói một lời đi. Không. Cha mà không cho tôi đi học thì sau này chắc khỏi mua heo luôn. Tôi quăng cái con dao của cha xuống dưới mưa luôn đó. Mày hổn hả? Tao ném mày chết cha bây giờ. Ây da. Ủa? Bậy bạ, có khách tới kìa. Bị gì vậy? Mới bị ai chọi cái guốc vào trán. Để tôi vào lấy cù là sức cho nha. Thôi ngồi đi. Thiệt tình, má con bà lười quá đi. Từ hồi thằng Cang đi tới giờ không có ai nấu nước pha trà gì hết. Thằng Cang nó làm được không ông chủ? Chắc là tốt ha. Nên hôm nay ông chủ mới tới đây cho tôi thêm tiền trà nước phải không? Tốt cái gì mà tốt. Nó bỏ đi hổm rài rồi kìa. Nhưng mà làm sao nó bỏ đi chứ? Tôi có biết đâu. Tôi đến đây để hỏi mấy người đây nè. Nó có về đây không? Không. Chắc chắn là không rồi. Thiệt vậy đó hả? Nó dám đuổi con ra khỏi phòng luôn. Dạ. Rồi con cũng ra khỏi phòng. Thằng này quá đáng nha. Cái nhà này á là nhà của cha con chứ có phải nhà của nó đâu. Nó chỉ ở nhờ thôi. Đáng lẽ nó phải biết điều chứ. Sao nó lại dám làm vậy? Thiệt. Dì Năm nói làm cục tức của con nó dâng lên tới cổ này nè. Vuốt giận, vuốt giận, vuốt giận đi. Cục tức của dì Năm á nó cũng đang lên, lên, lên. Để dì Năm á nói lại với cha con, chứa cái quân vô ơn trong nhà này là không được. Dạ, đúng rồi dì Năm. Mình làm tiếp đi con. Dạ. Có phải là con ghét thằng Bình nên con cố tình nói chuyện này cho cô Minh nghe không? Đáng ghét. Vì nó mà má mình chết. Vậy mà nó còn ra vẻ nó là bà chủ cái nhà này. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ông cháu của tôi rồi, ông đền cháu với tôi đi. Tôi có làm gì nó đâu. Là tự nó bỏ đi chứ bộ. Tôi cũng đang kiếm nó về đây nè. Nó là đứa cháu ngoan của tôi. Cả nhà tôi chỉ trông cậy vào một mình nó thôi. Nó mà có mệnh hệ nào á thì làm sao tụi tôi sống nổi đây hả? Ngoan mạng cấp đồ. Tôi là tôi không có nhận mấy đứa không trung thực rồi. Nó không bao giờ ăn cắp cái gì của ai hết á. Ông không tin á thì ông đi hỏi khắp cả cái xóm này đi. Hay là ông đánh đập, ông hành hạ nó nên nó mới bỏ đi như vậy. Không chừng nó đã đâm đầu xuống sông chết rồi. Tôi sẽ đi báo cảnh binh bắt ông. Ông trả lại thằng Cang cho tôi. Trả thằng Cang cho tôi đi mà. Nó mà có bề gì chắc tôi không sống nổi đâu. Vợ chồng tôi sau này chỉ biết trông chờ vào nó thôi. Hai tấm thân già này lấy gì mà sống. Cang ơi là Cang, cháu tôi đâu? Cang ơi là Cang.
Hai người cầm lấy đi, rồi đi kiếm nó về. Nó không ở với tôi thì nó chỉ có về đây thôi. Trời ơi, không lẽ tôi bắn cháu tôi sao? Có chừng này tiền đâu có đủ đâu. Trời ơi, Càng ơi, cháu tôi. Như đó là đủ rồi đó. Chừng nào nó về, giữ nó lại đây luôn đi. Tôi không muốn nhận nó nữa đâu. Có tiền, có tiền. Tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuống à. Tiền này á cũng đủ cho con mén đi học rồi đó. Bộ bà tính cho nó đi học hả? Còn gì nữa, nó vừa xấu là vừa làm biến nhất ở cái xóm này. Nếu mà không biết chút chữ thì đời nào mà lấy được chồng. Hổm rài á, thằng Cang nó có viết thơ về cho con không? Không có gì Năm ơi. Cái thằng này cũng tệ thiệt nha. Đi lâu vậy thì cũng phải viết thơ về báo tình hình cho người ta biết chứ. Nhưng nó đâu có biết chữ đâu gì Năm. Ừ hen, gì Năm quên. Mà mày cũng ngộ hen. Mày không chịu nói liền, để tao nói hớ xong rồi mày mới nói. Tại vì Năm nói nhanh quá, làm sao con chen vô được. Nhưng mà không được rồi. Chuyện gì? Chuyện cái nhà này. Ơ à. Không được, không được, không được. Không được cái gì? Ông cứ nói cho tôi nghe đi. Hôm trước á, tôi có lên xã báo thằng Cang nó mất tích. Họ nói á, sau 3 năm nó không về á, thì mới được coi là mất tích. Rồi sau 10 năm nữa mà nó không về thì mình mới được sang tên cái nhà này. Không lẽ đợi tôi với ông vô hồn rồi mới cho mình thừa kế sao? Nhưng mà nó quay về đây á, tức là nó không có mất tích. Mà nó không có mất tích á, thì sao mà mình thừa kế căn nhà này? Chết cha rồi. Nhưng mà nó không mất tích thì mình làm cho nó mất tích luôn. Ông kiếm cái mối nào khác bán nó cũng được vài chục bạc. Nhưng mà muốn bán nó thì trước tiên phải tìm được nó. Mà bây giờ biết nó đâu mà tìm. Nó trốn khỏi nhà ông chủ mà không có về đây thì còn có thể đi đâu? Nhà ông Ba Chánh. Để tôi qua đó đợi người. Khoan. Gì? Ông chờ tôi một chút. Nè, cầm theo cái này hù cho Ba Chánh sợ. Đang nhả người. Mà nói gì thì nói, nó ở đâu á vẫn sướng hơn là ở nhà vợ chồng Sáu Lục. Con cũng nghĩ vậy đó dì Năm. Vợ chồng Sáu Lục vừa tham vừa ác nữa. Ba Chánh, Ba Chánh đâu? Ra đây coi. Mày nghe gì không? Ba Chánh. Vợ chồng Sáu Lục. Sao dì Năm lên núi vậy? Mới nhắc là qua liền à. Linh cái gì mà Linh? Không biết nãy giờ tao với mày nói xấu chả. Chả có nghe không nữa nè. Chứ không nghe đâu. Mà nói nhỏ xíu mà. Ra đây đi. Ba Chánh. Ba Chánh đâu? Tao nghe cái giọng hồi chả hơi kỳ kỳ nha. Sao chả không chịu vô nhà? Chắc là có chuyện rồi á. Thôi trốn gì Năm. Ba Chánh. Ba Chánh đâu? Ra đây đi. Ba Chánh. Ba Chánh đâu rồi? Ra đây. Chuyện gì vậy anh Sáu? Thằng Cang cháu tôi đâu? Thằng Cang nào? Thằng Cang cháu tôi đâu rồi? Anh đem thằng Cang đi bán cho người ta rồi. Bây giờ anh còn hỏi gì nữa? Nó trốn rồi. Chắc chắn nó trốn về đây chứ không đâu hết á. Vậy thì không có rồi. Nó không có ở đây.
Tôi không có tin nó còn biết đi đâu ngoài cái nhà này. Anh là chú của nó, nếu nó bỏ trốn rồi thì nó về nhà anh, chứ sao lại về nhà tôi. Tôi mà thấy thằng Căng về đây á thì đừng có trách tôi. Có vậy mà làm quá lên. Nó đi đâu vậy anh ba? Chắc nó đi ăn xin quá, chứ không có tiền lấy gì mà sống. Tội nghiệp nhỏ. Tôi phải đi tìm nó mới được. Ừ, anh đi tìm nó đi. Con đi nữa. Ừ. Ừ, ơ. Chú ba ơi, chú ba. Chú ba ơi. Chú ba ơi, có nhà không chú ba? Chú ba ơi, chú ba. Chú ba có nhà không chú ba? Chú ba ơi. Chú ba ơi. Có chuyện gì? Chú ba có nhà không? Vô với tao. Mày sao vậy? Tao đói bụng quá. Tao đói. Mày ngồi đây đi, để tao coi trong nhà còn cơm nguội không. Nè, ăn đi. Tại sao mày bỏ trốn? Sao mày biết tao trốn? Chú mày mới qua đây tìm, nói gặp mày ở đâu là ổng chém mày ở đó. Nhưng tại sao mày bỏ trốn? Người ta nghĩ tao ăn cắp đồ. Tại sao mày ăn cắp? Tao không có ăn cắp. Người ta đổ quan cho tao. Tại sao mày không nói với người ta như vậy? Tao có nói, nhưng mà ông chủ không tin. Ông chủ thấy tiền của chú ba cho tao, ổng cứ nói là tiền ăn cắp. Nhưng bây giờ nếu có chú ba làm chứng thì ổng sẽ tin liền. Chú ba cho tiền mày. Ổng thương nó hơn mình. Nếu gặp nó ở đây, không chừng ổng sẽ tội nghiệp và nuôi nó luôn. Nếu nuôi nó thì ổng sẽ không nuôi mình. Bệnh.
Vậy là mày muốn chờ chú ba về? Ừ. Để chú nhờ thầy hai đưa con vô trường. Con sẽ vừa học vừa mần công việc cho chú. Không cần đâu, chỉ cần con chịu học. Con học tới đâu chú cũng nuôi con đặng. Con cứ việc đi học thôi. Còn những gì còn lại có con Quyền nó phụ chú. Mày đi đi, quay về với ông chủ của mày đi. Đừng để mọi người thất vọng về mày. Nhưng tao muốn nhìn thấy chú ba với Quyền một lần nữa. Tao nhớ họ lắm. Căng! Thằng Căng đâu? Chết rồi, chú tao đến. Căng! Không sao, để tao. Mày ở đây đi. Mày có trong đó không Căng? Thằng Căng đâu? Sao tao biết được? Có người nói á, thấy nó vô đây. Nó đâu có ngu mà về đây. Ý mày là sao? Thì nó biết thế nào chú cũng qua đây kiếm nó, cho nên nó đâu có ngu mà qua đây. Cũng có lý ha. Không qua đây thì nó đi đâu? Sao tôi biết được? Tao cảnh cáo mày á, mày mà giấu nó, tao sẽ chém hết ai chứa chấp nó trong nhà. Bình, tao còn ở đây là sẽ liên lụy cho mọi người. Con đi nha chú ba. Khi nào con thành thợ giỏi con mới trở về. Cảm ơn mày. Tao đi đây, nhờ mày chăm sóc Quyền. Xin lỗi anh chị. Anh chị có nhìn thấy thằng bé cỡ này đi ngang qua đây không? À, không nhìn thấy. Dạ, cảm ơn. Bà kiểm tra coi mua đủ chưa? À, mấy cái này chắc tôi lấy hết á. Anh chị ơi, cho em hỏi, anh chị có thấy một bé trai tầm cỡ này đi ngang qua đây không ạ? Không thấy. Dạ, em cảm ơn. Lục tàu xa chi mẹ phụ đây. Anh đây anh. Gì đó em? Dạ, cho em hỏi, anh có thấy bé trai cỡ này đi ngang qua đây không ạ? Ờ, anh không thấy. Dạ, cảm ơn. Ủa sao có Dư đây vậy? Mới bị phát hiện kìa. Không nhanh trí đổ cho thằng nhỏ đó là giờ này là ủ tờ rồi. Có thằng nhỏ đó cũng đỡ dữ hen. Có gì cứ đổ cho nó là xong.
Nhưng nó bị đuổi rồi. Sắp tới làm ăn không dễ dàng đâu. Tiền nè. Sao cô lại ở đây? Nếu tôi không ở đây, sao biết anh là loại người đê tiện như vậy? Cái gì mà đê tiện chứ? Anh tráo đồ của cha tôi rồi đổ tội cho hàng gang, như vậy không phải đê tiện hả? Có bằng chứng gì không mà nói? Bằng chứng ở trong đó đó. Tôi sẽ báo cho Police. Còn anh còn chối được nữa không? Cô dám không? Sao không? Tao nói cho mày biết, mày là con nhỏ trước giờ ghét nhất. Mày ý con nhà giàu, mày ăn hiếp hết ngày tới người khác. Hôm nay tao sẽ đập nát cái mặt mày cho mày câm mãi mãi luôn. Thì ra là mày. Mày hết ăn cắp đồ rồi mày đánh người khác. Anh mới là đồ ăn cắp đó, đừng có đổ thừa cho nó. Chị Nga, cẩn thận. Dừng lại đi. Dừng lại. Mày đánh chết hết cái đám này. Ba gà tư lại. Dừng lại con. Dạ. Chị Nga, có sao không chị? Huyền đưa tôi, lát tôi ra phụ Huyền nha. Được không? Cảm ơn nha. Đâu có gì đâu mà cảm ơn. Từ hôm nay, hễ tôi rảnh là tôi ra phụ Huyền nha. Thôi không sao đâu, mình vô nhà học bài đi. Hay là tôi vẽ hình cho Huyền nha. Thôi, tôi xấu thấy mồ, vậy tôi mừng chi. Không có ai đuổi theo hết chị. Có khi bà hồi nãy họ chỉ hù mình thôi, chứ không có ai hết á. Em cũng nghĩ vậy đó. Đồ của em bị chảy máu rồi kìa. Lát về nhà chị băng vết thương cho em nha. Dạ. Mà tại sao em biết chị ở đó mà tới cứu vậy? Em đi theo anh Bảnh bị mất dấu, phải hỏi thăm người ta nên mới đến trễ. Em cũng nghĩ hắn là thủ phạm đúng không? Ừ. Nếu không có chị, em có dám vô đó một mình không? Ừ. Chắc không. Nhưng em sẽ đi báo Police. Police nào mà tin em? Vậy chị có tin em không? Có. Chị tin em. Nếu chị tin em thì Police cũng tin em. Hai đứa nó làm sao? Vô nãy bà anh cũng hỏi tôi làm sao. Trong xóm á, người ta đang dị nghị quá chừng luôn. Mà dị nghị chuyện gì? Thì chuyện con Quyền với thằng Bình đó. Trời ơi. Đâu, chị nói rõ ra coi. Bây giờ á thì chưa làm sao, nhưng mà sau này á sao mình biết được. Anh thấy đó, trai gái ở chung với nhau coi sao được. Tụi nó còn con nít mà. Con nít gì nữa? Coi nó cũng 10 tuổi rồi. Tôi đã hứa với má thằng Bình sẽ nuôi nấng nó nên người. Tôi đâu có thể bỏ nó lúc này được. Hơn nữa, thằng Bình chỉ ở phòng riêng của nó thôi. Nhưng mà nó vẫn ăn cơm chung với cha con anh, ra vô gặp nhau.
mà thôi. Tôi nói hờ vậy đó. Tụi nó ngày càng lớn, anh á cũng phải để mắt tới tụi nó. Chị lo quá thôi chứ. Thật ra hai đứa tụi nó không có hợp, cứ gây gỗ hoài, làm tôi phát rầu. Ủa, thiệt vậy hả? Con Quyền á, nó coi thằng Bình còn không bằng thằng Cang nữa. Thằng Cang nó đi mấy tháng rồi mà không có tin tức. Tôi thấy con Quyền nó buồn rầu, chứ có đời nào nó nhắc tới thằng Bình đâu. Tụi bay cũng gan quá ha. Biết tụi nó là dân giang hồ mà còn dám vô tận sào huyệt của tụi nó. Thì cha hay nói, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Cọp đâu không thấy, thấy tụi bay xém chút nữa không còn cái mạng về đây. Thằng nhóc này lo đỡ cho con nên mới bị đánh dữ vậy nè. Vết thương cũng không nặng lắm. Ờ, còn chiếc xe đạp đâu? Xe đạp còn ở ngoài đó đó. Cướp thì không bắt được, mà bây giờ mất luôn chiếc xe đạp làm sao? Làm sao mà mất được? Thì bây giờ mình quay lại đó lấy. Còn dám quay lại đó hả? Sao mà không dám? Con đi báo police rồi dẫn người ta tới luôn. Đúng rồi, chắc là mấy thằng cướp á đã để sẵn tang vật ở đó, chờ con dẫn police tới bắt chắc. Tôi nói rồi mà mấy thầy không tin, tự nhiên tới nhà tôi la làng kêu ăn cắp à. Không thấy gì hết anh ơi. Đi về. Dạ khoan đã. Gì nữa? Cái tờ báo này có phải của chị không? Tờ báo nào mà chẳng giống tờ báo nào. Không phải, tờ báo này đúng là của tôi. Trên đây có ghi địa chỉ nhà tôi, để người giao báo giao tới nơi nè. Đâu được coi? Anh coi đi. Có chắc đây là địa chỉ nhà của cô không? Phải. Kiểu này là do tên Bảnh lấy tờ báo gói đoạn cắp lại rồi mang tới đây, chứ làm sao mà bà có được. Ừ, cái này. Dạ cái này. Mời bà theo tôi về bó. Dạ. Cuối cùng bà ta cũng thừa nhận tiêu thụ đồ gian cho tên Bảnh. Thằng Bảnh trốn mất, ai đền đồ lại cho cha? Thì bà cũng hứa là bồi thường cho cha rồi mà. Còn tên Bảnh sớm muộn gì cũng bị bắt thôi. Bao giờ thằng Bảnh bị bắt thì tính tiếp. Ừ. Còn con, về bên gara ngủ đi, sáng mai mần việc tiếp. Dạ. Cha. Ừ. Cha chưa trả tiền cho Cang. Tiền gì? À, con nít nhỏ không nên giữ số tiền lớn như vậy, hay để cha giữ giùm ha. Thì cha cứ trả cho nó đi, rồi nó muốn quyết định sao thì tùy nó. Cang, Cang. Cái thằng, chú có nói là chú không trả tiền cho mày đâu, mà mày làm quá. Nó sốt cao quá trời, làm sao bây giờ? Cái gì? Quyền, Quyền ơi, Quyền, 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 Quyền ơi, tôi về rồi. Em tỉnh rồi hả? Em đang ở đâu đây? Trong nhà thương đó. Hôm qua em sốt cao quá.
Em thấy trong người sao rồi? Em đỡ nhiều rồi chị. Làm gì mà em cứ mớ rồi gọi tên Quyền của ai vậy? Em sắp chết rồi cái em thấy Quyền. Rồi Quyền kêu em đừng chết nên em mới quay lại thế gian này hen. Ủa sao chị biết hay vậy? Ủa nói đại cũng trúng nữa ta ơi. Đưa chị. Dạ. Rồi em có định về thăm nhỏ Huyền không? Hôm nào chị sẽ xin với cha cho em nghỉ một bữa đặng về thăm nó nghe. Mày về đây thì được rồi, nhưng con Quyền nó sẽ thất vọng lắm đó. Tại sao? Con Quyền ngày nào cũng mong mày làm ở hãng xe hơi, có ngày sẽ lái xe bốn bánh về đón nó đi chơi. Bây giờ mày chưa có gì hết mà đã về thì nó buồn chứ sao? Quyền nói vậy hả? Ngày nào nó cũng nói vậy với tao hết. Quyền tin tưởng vào tao lắm mà tao làm nó thất vọng rồi. Cũng đâu có sao, khi nào mày mừng có tiền mày lái ô tô về đây đón Nguyệt là nó vui liền chứ gì. Tao không thể để Quyền thất vọng như tao được. Đúng rồi đó, không những là Quyền mà cả chú ba cũng muốn lấy mày lái ô tô về đây nữa. Không phải chú ba cho mày tiền để mày cố gắng làm cố gắng học sao? Mày không tính mai mốt làm có tiền thì phải trả lại cho chú ba hả? Hay là mày muốn nợ chú ba cả đời? Sao vậy? Sao nhớ người ta mà không muốn về? Em hứa với Quyền rồi, khi nào có xe bốn bánh mới đón Quyền đi chơi. Còn bây giờ thì em không về đâu. Em có quyết tâm như vậy cũng tốt lắm. Nhất định một ngày nào đó em sẽ có xe bốn bánh, sẽ về nhà rồi đưa Quyền của em đi chơi.